Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ bài 42 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Ở bài 41, các em đã học thấu kính hội tụ. Các em đã biết được đặc điểm của thấu kính hội tụ và biết cách biểu diễn đường truyền của tia sáng, các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Thì bài học ngày hôm nay, các em sẽ vận dụng nội dung của bài trước để các em dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì trong bài hôm nay thì lần lượt các em sẽ học những cái nội dung sau. Thứ nhất, từ thí nghiệm các em quan sát được, các em hãy nhận xét và từ đó nêu được đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Nội dung thứ hai là cách dựng ảnh. Trước khi qua bài mới thì ta cũng cần ôn lại kiến thức cũ. Câu số 1. Nêu đặc điểm đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Câu số 2. Vẽ ảnh của một điểm sáng đặt trước một thấu kính hội tụ. Như vậy có 2 câu. Ta cùng ôn lại nha. Các tia sáng đặc biệt truyền qua thấu kính hội tụ. Tia tới song song với trục chính. Tia ló đi qua tiêu điểm F' sau thấu kính. Tia thứ hai. Tia tới đi qua tiêu điểm F trước thấu kính. Tia ló song song với trục chính. Tia thứ ba, tia tới đi qua quang tâm, tia ló tiếp tục truyền thẳng. Và như vậy là ta đã biết được 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính. Để nhắc lại, tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm sau thấu kính. Tia tới đi qua tiêu điểm trước thấu kính, tia ló song song với trục chính. Tia tới qua quang tâm, tia ló tiếp tục truyền thẳng. Câu số 2. Dựng ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ. Nếu ta có một điểm sáng S đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, thì từ điểm sáng S, các em vẽ 3 tia tới đặc biệt. Các em vẽ 3 tia ló tương ứng. Thì giao điểm của các tia ló ta gọi là ảnh S'. Trường hợp thứ hai cũng tương tự, nhưng mà ta đặt điểm sáng ở bên này của thấu kính. Cách thực hiện cũng giống như trường hợp A. S' cũng là giao điểm của các tia ló. S' là ảnh của điểm sáng S. Trường hợp thứ 3, trường hợp C. Nếu điểm sáng đặt trong khoảng tiêu cự, ta vẽ tia thứ nhất, tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F'. Tia tới qua quang tâm, tia ló chuyển thẳng. Tia tới đi qua tiêu điểm F trước thấu kính, tia ló song song với trục chính. Các em thấy ở hai trường hợp A và B, giao điểm của các tia ló cách nhau ở phía sau thấu kính. Nhưng mà ở trường hợp C, ba tia ló này không thể nào cách nhau ở sau thấu kính vì nó loe rộng ra, nó phân tán ra. Vì thế muốn tìm giao điểm của các tia ló này, ta phải kéo dài các tia ló, đường kéo dài các tia ló phải kéo dài ra thì nó sẽ gặp nhau tại S'. Như vậy trường hợp này S' là ảnh của điểm sáng S,
nhưng mà đó là giao điểm do đường kéo dài của các tia ló, giao điểm của các đường kéo dài các tia ló. Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Ta bố trí thí nghiệm như sau. Một cái giá quang học có 3 bộ phận. Thứ nhất là vật sáng, ở đây là cái ngọn nến, một thấu kính hội tụ và một cái màn để hứng ảnh. Ba cái bộ phận này có thể trượt được trên cái giá quang học. Phần 1 la mã, nội dung thứ nhất, đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì ta sẽ quan sát thí nghiệm, rồi từ đó các em rút ra được cái đặc điểm của ảnh. Trong thí nghiệm này có hai trường hợp. Thứ nhất là vật đặt ngoài khoảng tiêu cự. Thứ hai là vật đặt trong khoảng tiêu cự. Em xem thí nghiệm thứ nhất. Khi đặt vật ngoài khoảng tiêu cự, tức là vật ở xa tấu kính, thì các em di chuyển cái màn ảnh đến vị trí nào ta thấy ảnh rõ nét nhất. Và lúc này các em thấy trên màn ảnh có ảnh của ngọn nến. Nhưng mà cái ảnh này nó như thế nào? Nó ngược chiều với ngọn nến, ngọn lửa, và nó nhỏ hơn. Cho nên người ta kết luận là ảnh này sẽ là ảnh thật, vì nó hứng được trên màn, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. Thí nghiệm thứ hai. Vật cũng đặt ngoài khoảng tiêu cự nhưng mà ở gần thấu kính hơn. Giờ ta sẽ di chuyển vật lại gần thấu kính hơn nhưng mà vẫn nằm trong ngoài khoảng tiêu cự. Ta di chuyển màn ảnh từ từ ra xa. Đến vị trí nào ta quan sát ảnh rõ nét nhất. Đó. Thì lúc này các em thấy trên màn ảnh cũng hứng được ảnh của ngọn lửa. Nhưng nó có điểm gì nó khác. Nó to hơn. Nó cũng ngược chiều. Nó to hơn. To hơn của ngọn lửa. Như vậy ở trường hợp này, đặc điểm của ảnh là gì? Cũng là ảnh thật, ngược chiều với vật, nhưng lớn hơn vật. Trường hợp thứ ba. Nếu vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ, ta di chuyển vật lại gần thấu kính hơn, sao cho nó nằm trong khoảng tiêu cự. Lúc này, nếu ta di chuyển màn ảnh ra xa hoặc lại gần, ta đều không hứng được ảnh. Không hứng được ảnh, tức là không thu được ảnh trên màn hình ảnh. Thì lúc này người ta nói ảnh này là ảnh ảo. Và để quan sát được cái ảnh ảo này, ta phải đặt mắt ở phía sau thấu kính và kem nhìn qua kính. Lúc này các em sẽ thấy ảnh cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Giờ ta sẽ nhận xét về tính chất của ảnh. Sau khi các em quan sát thí nghiệm thì ta sẽ ôn lại, nêu lại đặc điểm của ảnh trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là vật ở rất xa thấu kính. Trường hợp thứ hai, D lớn hơn S. D là gì? D là khoảng cách từ vật đến thấu kính lớn hơn 2 lần tiêu cự. Như vậy là giả sử tiêu cự là 10 cm, thì vật đặt cách thấu kính khoảng bao nhiêu nè? Khoảng hơn 20 cm. Trường hợp thứ ba, D nhỏ hơn 2S và lớn hơn S. Vật vẫn đặt ngoài khoảng tiêu cự, cho nên là lớn hơn F, nhưng nhỏ hơn 2 lần tiêu cự. Và trường thứ tư là D nhỏ hơn F, tức là vật đặt trong khoảng tiêu cự. Trường thứ nhất, ảnh này là ảnh gì nè? Ảnh thật. Cùng chiều hay ngược chiều với vật? Ngược chiều với vật. Lớn hơn hay nhỏ hơn vật? Vì nó là ảnh thật, nhỏ hơn vật. Vật ở xa thấu kính nè, cũng là ảnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật. Trường hợp này cũng đặt vật nằm ngoài khoảng tiêu cự, cũng cho ảnh thật, ngược chiều với vật,
Nhưng trường hợp này lớn hơn vật, hai trường hợp này nó khác nhau. Cuối cùng, vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Thì cái bảng tính chất của ảnh này các em nên thuộc, vì nó sẽ giúp cho mình khi mình làm bài tập thấu kính chưa cần vẽ hình thì mình có thể dựa vào cái điều kiện đề bài mình dự đoán được tính chất của ảnh. Như vậy là đã xong phần thứ nhất là thí nghiệm. Bây giờ ta sang phần kết luận. Đối với thấu kính hội tụ, đặc điểm của ảnh thì ta xét thành hai trường hợp. Nếu vật đặt ngoài khoảng tiêu cự thì nó sẽ cho ảnh thật ngược chiều với vật. Đặc biệt, trường hợp đặc biệt, khi vật đặt ở rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh này nó nằm ngay tại tiêu điểm. Thì ta đã biết vật ở rất xa có nghĩa là chùm tia tới là chùm tia song song, thì chùm tia ló là chùm tia hội tụ tại tiêu điểm, cho nên là ảnh nó nằm ngay tại tiêu điểm. Nếu vật đặt trong khoảng tiêu cự thì nó cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật. Sang phần thứ hai, cách dựng ảnh. Đây là cái phần luyện tập của mấy em. Các em chú ý quan sát để mình biết cách vẽ hình và vẽ hình làm sao cho nó đúng. Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ. Một điểm sáng S đặt ngoài khoảng tiêu cự thì đầu tiên ta vẽ tia thứ nhất là tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm. Tia thứ hai, tia tới qua quang tâm và tia ló truyền thẳng. Giao điểm của hai tia ló ta gọi là S'. Vậy S' là ảnh của điểm sáng S. Như vậy các em thấy, thay vì ta phải vẽ ba tia sáng đặc biệt như phần trước thầy đã nói, nhưng mà ở đây thầy chỉ cần vẽ hai tia sáng đặc biệt thôi. Vì bên hình học các em đã học, muốn xác định giao điểm chỉ cần xác định hai đường thẳng cách nhau thì ta biết được cái giao điểm, không nhất thiết phải là ba đường thẳng. Như vậy người ta cho biết ba tia sáng đặc biệt tới thấu kính thì các em chỉ cần sử dụng hai trong ba tia đặc biệt. Thường người ta sử dụng tia tới song song với trục chính và tia tới qua quang tâm. Ta dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ. Chiều thứ nhất, vật đặt ngoài khoảng tiêu cự. Một vật sáng AB đặt ngoài khoảng tiêu cự. Người ta đã chứng minh rằng nếu một vật đặt vuông góc với trục chính thì ảnh cũng vuông góc với trục chính. Vậy thay vì ta dựng ảnh của điểm A, điểm B thì ta chỉ cần dựng ảnh của điểm B. Cho nên là từ điểm B, các em vẽ tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm. Và tia tới đi qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng. Giao điểm của hai tia ló này là B phẩy, chính là ảnh của điểm B. Từ B phẩy các em hạ đường vuông góc với trục chính, cách trục chính tại A phẩy. Như vậy A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Thì trong trường hợp này A phẩy B phẩy là ảnh thật vì ảnh nằm sau thấu kính, ảnh ngược chiều với vật. Trường hợp thứ hai, nếu vật đặt ngoài khoảng tiêu cự. Thì ta cũng thực hiện giống như trường hợp vật. Trường hợp thứ hai là vật đặt trong khoảng tiêu cự.
ta cũng dựng ảnh giống như trường hợp vật đặt ngoài khoảng thư cử, tức là cũng sử dụng hai tia sáng xuất phát từ B. Thì ta vẽ các tia ló tương ứng. Hai tia ló ở sau tấu kính không cách nhau được, vì thế ta phải kéo dài các tia ló về phía trước tấu kính. Đường kéo dài của các tia ló không phải là tia sáng, cho nên là ta vẽ nét đứt. Giao điểm này là B phẩy. Từ B phẩy ta hạ đường vuông góc với trục chính, cách trục chính tại A phẩy. A phẩy B phẩy trong trường hợp này người ta gọi là ảnh ảo của AB. Ảnh này cùng chiều với vật, lớn hơn vật. Như vậy ta thấy qua cái cách dựng ảnh thì kết quả về cái đặc điểm của ảnh cũng hoàn toàn giống như trong thí nghiệm mà mình đã quan sát. Bây giờ cách dựng ảnh. Nếu ta có một điểm sáng S thì ta dựng ảnh như thế nào? Thì cái phần này là phần luyện tập của mấy em, nên ta tập trung. Các em dùng thước từ điểm sáng S, như hồi nãy thầy đã nói, sử dụng hai tia đặc biệt thôi. Thứ nhất là tia song song với trục chính. Từ điểm sáng S dùng thước vẽ tia tới song song với trục chính. Tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy sau tấu kính. Tia thứ hai, tia tới qua quang tâm, tia ló chuyển thẳng. Hai tia ló cách nhau tại S phẩy. Vậy S phẩy là ảnh của điểm sáng S. Và các em đặt thêm các mũi tên tia sáng. Các tia tới, các tia ló đều đặt mũi tên. Trường hợp này S phẩy nằm sau tấu kính và S phẩy là ảnh nào? À, xin lỗi, là ảnh thật. Còn trường hợp muốn dựng ảnh của vật sáng AB, nếu vật sáng AB vuông góc với trục chính, điểm A nằm trên trục chính, thì các em chỉ cần dựng ảnh của điểm B, tức là ảnh B phẩy đó, bằng cách sử dụng hai tia sáng đặc biệt. Sau khi có ảnh điểm B là B phẩy, các em hạ đường vuông góc với trục chính, cách trục chính tại A phẩy, thì đó chính rồi các em nối A phẩy B phẩy. Từ B ta vẽ tia tới song song với trục chính. Tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy. Tia tới đi qua quang tâm mô. Tia ló chuyển thẳng. Giao điểm của hai tia ló là B phẩy. Từ B phẩy hạ đường vuông góc với trục chính. Cách trục chính tại A phẩy. Vậy A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Như vậy nếu ta thuộc các tia sáng đặc biệt thì các em thấy rằng khi ta dựng ảnh thì cũng không có gì khó lắm. Các em chú ý là nhớ khi vẽ hình các tia sáng thì phải có đặt mũi tên. Và quy ước nếu là ảnh thật thì khi ta nối A phẩy với B phẩy các em vẽ liền nét. Nếu là ảnh ảo thì A phẩy B phẩy các em vẽ nét đứt. Một cái câu vận dụng trong sách giáo khoa là câu C5. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự là 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A phẩy B phẩy của AB trong trường hợp. Trường hợp thứ nhất, vật AB cách thấu kính một khoảng D bằng 36 cm. Thì ở đây người ta cho cái số liệu cụ thể. Khi các em vẽ hình, các em có thể là chọn cái tỉ xích cho nó phù hợp thì cái hình vẽ của mình nó sẽ chính xác. Tiêu cự là 12 cm, là OF, OF phẩy. D bằng 36 cm, là OA. Như vậy nếu ta chọn tỉ xích là một ô ly ứng với 4 cm thì khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm này các em vẽ 3 ô.
Còn khoảng cách từ vật AB đến quan tâm O, các em vẽ 9 ô, 9 ô liền. Rồi các em dựng ảnh. Không có gì khó lắm đúng không nè. Và nếu các em chọn tỷ lệ chính xác, các em vẽ hình chính xác, thì em nào vẽ đúng thì cái A phẩy B phẩy, cái độ cao của ảnh đó, sẽ bằng phân nửa độ cao của vật. Đó là trường hợp thứ nhất là vật cắt thấu kính 36 cm. Trường hợp thứ hai, vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Vật cắt thấu kính 8 cm. Thì lúc này nếu ta vẽ chọn tỉ xích thì vật AB cắt quan tâm O 2 ô ly. Các em cũng sử dụng hai tia sáng đặc biệt kéo dài các tia lòng. Đường kéo dài là ta vẽ nét đứt. A phẩy B phẩy là ảnh ảo, ta cũng vẽ nét đứt. Phần vận dụng ta có câu C6. Thì sau khi ta dựng ảnh rồi thì thêm một bước nữa là các em phải biết cách tính. Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh dựa vào cái điều kiện của câu C5. Cho biết ảnh à, xin lỗi, cho biết vật AB có chiều cao 1 cm. Trường hợp thứ nhất là vật cắt thấu kính 36 cm. OF phẩy ta ký hiệu là F nhỏ, D bằng OA là khoảng cách từ vật đến thấu kính, AB là độ cao của vật, ta ký hiệu là H bằng 1 cm, D phẩy là đoạn OA phẩy trong cái hình vẽ của mình, và H phẩy bằng A phẩy B phẩy là chiều cao của ảnh. Vậy ta dựng ảnh của vật AB thì ký hiệu thêm một cái điểm Y là khi ta chiếu tia tới thì vẽ tia tới BY song song với trục chính thì cái tia tới này sẽ cắt thấu kính từ điểm Y. Thì để tính D phẩy và H phẩy thì các em phải sử dụng các tính chất hình học, cụ thể là tam giác đồng dạng. Các em không cần phải chứng minh hai tam giác đồng dạng, các em chỉ cần nhận biết hai tam giác nào là hai tam giác đồng dạng và chú ý viết đúng thứ tự đỉnh và các tỷ số bằng nhau. Đầu tiên, ta thấy cái tam giác OAB và tam giác OA phẩy B phẩy. Hai tam giác này có đỉnh chung là đỉnh O và đó là hai tam giác đồng dạng. Và các em viết các tỷ số bằng nhau. A phẩy B phẩy trên AB bằng A phẩy O trên AO. Các em viết đúng thứ tự đỉnh. Và các em thay các ký hiệu D, D phẩy, H, H phẩy. A phẩy B phẩy, AB, A phẩy O, AO. Các em thay bằng các ký hiệu H phẩy, H, D phẩy, D. Ta gọi đây là hệ thức số 1. Và để tính được cái D phẩy thì hệ thức số 1 này chưa cho ta tính được cái đề phẩy vì còn thiếu điều kiện. Thế nên ta phải xét tiếp cặp tam giác thứ hai. Cặp tam giác thứ hai này nó liên quan đến cái cạnh OF phẩy người ta cho nhưng mà mình chưa sử dụng. Thì ta nhìn vào cái hình này. Em thấy cái tam giác rồi chưa? Đó là tam giác OIF phẩy và A phẩy, B phẩy, F phẩy. Hai tam giác này cũng là hai tam giác đồng dạng. A phẩy, B phẩy, F phẩy và tam giác OIF phẩy. Và ta cũng đã đưa ra được các tỷ số bằng nhau. A phẩy, B phẩy trên OI bằng A phẩy, F phẩy trên OF phẩy. Ở đây thì các em thấy có một cái cạnh A phẩy F phẩy người ta chưa cho thì ta sẽ biến đổi thành OA phẩy trừ cho OF phẩy.
OI thì ta thay thế bằng AB vì hai cạnh này nó bằng nhau. Như vậy ta suy ra được, cũng thay thế các ký hiệu A phẩy F phẩy ta thay bằng OA phẩy trừ cho OF phẩy, tức là D phẩy trừ cho F. Đây là hệ thức số 2. Thì các em nhận xét hệ thức 1 và 2 có vế trái giống nhau. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được D phẩy trên D bằng D phẩy trừ F trên F. Ta gọi là hệ thức số 3. Thì qua cái hệ thức số 3 thì các em thấy D người ta đã cho, F người ta đã cho. Từ đây thay số và các em tính được cái D phẩy. Sau khi tính được cái D phẩy, các em sẽ thay cái D phẩy và H người ta cho vào trong hệ thức số 1 thì các em sẽ tính được H phẩy. Nếu như hồi nãy ta vẽ hình chính xác thì kết quả tính cũng chính xác. Trường thứ hai, OA nhỏ hơn OF, tức là vật đặt trong khoảng tiêu cự, thì nó sẽ cho ảnh ảo như hình vẽ. Lúc này D là OA bằng 8 cm, cũng tính D phẩy và H phẩy. Ta xét cặp tam giác đồng dạng đầu tiên, đó là A phẩy, B phẩy, F phẩy, tam giác lớn, và tam giác O, I, F phẩy. Hai tam giác này đồng dạng, có định F phẩy là định chung. Ta suy ra được các tỷ số bằng nhau. Ở đây thì các em thấy cái cạnh A phẩy, F phẩy. Ở trong cái trường hợp 1, ta cũng thấy cạnh A phẩy, F phẩy, nhưng mà giờ hình nó khác rồi. Thì bây giờ ta thấy A phẩy F phẩy là cái cạnh lớn, thì các em sẽ thay bằng OA phẩy cộng cho OF phẩy. Thì lúc này OA phẩy là D phẩy và OF phẩy là F. Như vậy ta có cái tỷ số này, ta gọi là hệ thức số 1. Cặp tam giác thứ hai là A phẩy B phẩy O. Em sửa lại nha. A phẩy B phẩy O và tam giác A B O cũng là hai tam giác đồng dạng. Mà ta cũng có hai tỷ số bằng nhau. A phẩy B phẩy trên AB bằng OA phẩy trên OA. Em thay ký hiệu vô thì ta được tỷ số thứ hai. Từ 1 và 2 ta cũng suy ra được hệ thức thứ số 3. Và cuối cùng kem thay D và F vào hệ thức số 3 thì kem tính được H. Và xin lỗi, kem tính được D phẩy. Rồi kem thay D phẩy H vào hệ thức số 2 thì kem tính được H phẩy. Thì cái phần này thầy chỉ gợi ý về cái phương pháp, còn cái việc thay số để kem tự làm, thực hiện phép tính là kem tự làm nha. Tiết học vừa rồi, ảnh của một vật tạo bởi thu kính hội tụ đã kết thúc. Như vậy nội dung của bài là như thầy đã nói là có hai cái nội dung chính, và đặc biệt là cái phần luyện tập, cái phần vận dụng là cái phần số 2, đó là cách diện ảnh. Thì trong cái cách diện ảnh này thì các em phải thực hiện được hai việc: thứ nhất là dựng được cái ảnh của một vật tạo bởi thu kính, và việc thứ hai là các em phải biết cách tính toán dựa vào những cái tính chất hình học. Như vậy phần dặn dò của thầy, các em xem kỹ lại cái video này, luyện tập lại cách dựng ảnh, và nếu được thì các em nên thuộc cái bảng tính chất của ảnh, vì nhờ cái bảng này có thể là ta biết ngay được ảnh đó có đặc điểm gì mà chưa cần phải vẽ hình ra. Các em làm bài tập trong sách bài tập từ bài 4243.1 đến 4243.5, và vào trang web của trường thầy có đưa bài tập ở trên đó, thì các em lấy bài tập về các em làm thêm để luyện tập thêm. Tiết học kết thúc thì chào mấy em.